văn phòng giáo viên. Nhanh thật đấy, lại đến cuối kỳ rồi, thời điểm thống kê kết quả học tập hàng năm là phiền phức chứ. Có vẻ như năm nay là có không ít người trượt môn rồi. Môn này của chúng ta giống nó ít được quan tâm, năm nào cũng là môn tự chọn còn sót lại. Các em sinh viên thực sự không còn lựa chọn nào khác nên mới học tạm. Ai nói thế? Chuyện gì cũng có ngoại lệ cả. Các thầy cô đi xem ví dụ như sinh viên này đã được điểm tối đa đây. Hơn nữa còn trình bày rõ ràng mạch lạc, logic chặt chẽ. Có vẻ hôm nay tâm trạng của giáo sư cao rất tốt nhỉ? Vậy à, cũng bình thường thôi. Đây là bảng điểm danh lớp khảo cổ khóa 20 à? Đúng vậy. Trời ơi, em Kha Trấn Nam này là sao thế? Hư đến vậy à? Em Kha Trấn Nam sao? Em Kha Trấn Nam sao? Yep. Tôi có một chút ấn tượng về em ấy, không thể ngờ được. Tôi vẫn luôn tưởng em ấy rất biết an phận hơn nữa, còn tôn trọng giáo viên. Ngày nhà giáo năm nay em ấy còn gửi email cho tôi nữa. Các thầy cố xem đi, không giống như giả giờ mà. Em ấy là ai? Giáo sư Cao không sao chứ, đây là Kha Chấn Nam mà. Tại sao? Tại sao em mấy cứ phải nhầm vào mình, lừa gạt mình như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì mình? Thầy xem danh sách chuyên ngành khảo cổ khóa 20 đi. Em học sinh rất xấu xa, mà thầy nói không phải là Kha Chấn Nam. Chắc là em chân khả này đấy. Tại sao lại là mình? Tại sao lại khiêu khích mình? Thế giới này thật đen tối. Người có ý đồ xấu xa nhiều thật đấy. Mình quá bất lực. Tuy nhiên nhưng mà vẫn may, tao vẫn còn có mày, Tiểu Khả. May là còn có mày ở bên cạnh tao, khiến tao tin rằng trong thế giới đầy đầy ác ý và dối trá này, ít nhất còn có một sự tồn tại thuần khiết và lương thiện cuối cùng. Tiểu Khả, ngủ ngon, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Thiếu Kha, sao trong album này không có tấm ảnh chung nào của cậu với bố mẹ vậy? Cậu xem đi, anh trai cậu có rất nhiều này. Đúng vậy. Bởi vì khi tôi ra đời được 3 tháng thì bọn họ đã qua đời rồi. Những chuyện này đều là anh tôi nói cho tôi đấy. Dù sao thì tôi cũng không còn ấn tượng gì về họ nữa cả. Lần đầu tiên nghe cậu kể về chuyện gia đình. Không nói mấy chuyện không vui vẻ này nữa. Tiểu Khả, lễ Noel cậu muốn quà gì nhất? Cậu nói đi, chỉ cần là thứ tôi mua được thì tôi sẽ mua cho cậu. Tôi muốn... Thôi bỏ đi. Tiểu Khả, dù sao, thứ tôi muốn chắc chắn cậu không mua được đâu. Cậu coi thường tôi có đúng không? Vậy cậu cho tôi một bộ BXS5 đi. Cậu nằm mơ đi.
Mẹ ơi, con muốn ăn bắp rang bơ. Con muốn vị sô cô la kia kìa. Không được, hôm nay con ăn nhiều đồ ngọt quá rồi. Đừng mà, đừng mà, con muốn ăn cơ. Mẹ mua cho con đi mà. Chân Hảo, mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, lúc đánh răng không được ăn kem đánh răng đâu nha. Mẹ ơi, kem đánh răng nay vừa ngọt vừa cay, đánh răng phải cầm như thế này này. Lúc đánh răng nên như thế này. Chân Hảo, hiệp khách bút chì tự động bắt đầu chiếu rồi này. Chân Hảo, con không đánh răng nữa à? Không đánh nữa đâu. Con muốn xem hiệp khách bút chì tự động. Hiệp khách bút chì tự động. Nghe nói anh ấy đã đánh bại ba người. Chỉ dùng một bút chì tự động thôi sao? Đúng vậy, chỉ dùng một bút chì tự động. Chú ơi, bên này này. Chú đến muộn rồi đấy. Có chút chuyện nên đến muộn. Phim sắp bắt đầu chiếu rồi. Chú cả cầm bắp rang bơ giúp cháu trước đi, để cháu tìm vé đã. Anh ấy đã đánh bại ba người, chỉ dùng một bút chì tự động. Bây giờ người đó cứ như là không thể tách khỏi anh vậy. Anh cũng có chuyện riêng cần phải làm mà. Có thể nào đi chăng nữa, anh cũng cần phải có không gian của riêng mình chứ. Trời. Chú, để dành ít bắp rang bơ cho cháu nhé. Phim này dài quá, em ngủ tiếp đi luôn đấy. Chiều được 5 phút là anh đã biết kết kết cục rồi. Chú ơi, chú có biết không, đây là bộ phim hồi nhỏ cháu thích xem nhất đấy. Hồi đó cháu thường xem cùng bố mẹ. Thật không ngờ nó lại được sản xuất tà lại. Quả nhiên vẫn hay như năm xưa. Chú cách xa cháu như vậy làm gì? Cho cậu không gian. Không gian. Không gian gì chứ? Chú nói gì vậy chú? Chính miệng cậu nói cần không gian riêng mà. Mình nói lúc nào thế? Sao mình không nhớ vậy? Ai da, chú mù đường đi nhầm hướng rồi. Không phải đã nói sau khi xem xong phim sẽ đi trung tâm thương mại với chú à? Chú muốn đổ đèn bàn trong phòng làm việc không? Cậu muốn đi à? Cháu phải đi với chú chứ. Thực ra cậu không đi cũng được. Tôi sẽ không giận đâu. Sao thế? Đột nhiên lại như vậy? Nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng với tôi. Đừng miễn cưỡng bản thân, tỏ ra phối hợp. Cháu đâu có miễn cưỡng, sao chú lạ thế? Có mấy lời này. Đã, có phải chú đang giận cháu không? Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng cháu sai rồi. Cháu xin lỗi. Chân Hảo. Dân.
Cậu thật sự sợ tôi giận đến vậy sao? Tôi khiến cậu thấy sợ hãi vậy à? Tôi sẽ ăn thịt cậu chắc. Chú. Có gì nói nấy. Dáng vẻ tức giận của chú thật sự rất đáng sợ, là kiểu có thể dọa trẻ con khóc ngay tại chỗ ấy. Cậu nghiêm túc chút đi. Nghiêm túc, nghiêm túc. Chú. Chú có thể nói rõ hơn chút không? Cháu ngốc lắm. Được. Được. Được cái gì cơ? Chú ơi, không thể nói rõ hơn sao? Không muốn nói nữa, không cần thiết. Sao lại không cần thiết rồi? Lời nào chú cũng chỉ nói một nửa, sau đó đột nhiên không muốn nói nữa, liền vung tay bỏ đi, để lại một mình cháu đón già đón non. Đối với cháu nói rõ ràng rất quan trọng, chú không nói với cháu thì sao? Cháu biết chú đang nghĩ gì chứ? Lúc nãy tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Rõ ràng chỗ nào? Đó chỉ là chú tự nghĩ là rõ. Này, không được bịt tai lại. Tại sao cứ không thể nghe cháu nói hết chứ? Có thể kiên nhẫn với cháu chút được không? Vậy là chú không đi mua đèn bàn nữa đúng không? Đúng, tôi sẽ đi cùng người khác. Chú còn có ai đi với chứ? Ai sẽ đi cùng với chú? Thư ký Ngô sao? Cậu nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem. Chú còn có thể đi với ai? Thư ký Ngô sao? Thằng nhãi ranh. Đúng, ngoại trừ cậu, tôi không thể đi với ai nữa cả. Tôi chỉ biết dính lấy một mình cậu thôi. Sao lại đá cháu? Đau lắm đấy. Nên mới cảm thấy tôi phiền đúng không? Chú kỳ lạ thật đấy. Thẩm Bá Thiên, chú đi đâu như thế? Mua đèn. Với ai? Có phải là thư ký Ngô không? Liên quan gì đến cậu? Không được, chú không được đi. Buông tay ra. Dựa vào cái gì mà lần nào chú cũng không nói không rằng bỏ lại cháu trước nha. Lần này cháu phải đi trước. Cháu cũng tức giận rồi đấy. Cháu đi đi nha. Cháu đi thật đi. Cháu. Chú. Chú. Tại sao lại giận hờn vô cớ với mình? Tại sao mình lại phải xin lỗi? Sao chú lại đi nhanh như vậy? Chú biết kinh không à? Sao chú lại đi nhanh như vậy? Cái gì? Có chuyện gì thế? Vẫn chưa ách mình mà. Cháu là chân hảo. Mình đang làm gì thế này? Quang Ngân, anh chị đến xem phòng. Đây là phòng khách, ánh sáng rất tốt.
Anh chị cứ xem tự nhiên. Được đấy, diện tích rất lớn. Hơn nữa lại còn nằm ở trung tâm thành phố. Chồng ơi, anh nhìn mấy cái đèn chùm mà trang trang này trí này. Đều trông có vẻ rất trang nhã. Nội thất trông cũng rất mới. Đương nhiên rồi, bởi vì đều là nội thất thiết kế nhập khẩu từ châu Âu mà. Tôi sẽ bảo dưỡng nội thất định kỳ. Nếu anh chị thuê thì cũng phải giữ gìn thật tốt như tôi mới được. Ví dụ chiếc tủ âm tường mà tôi yêu thích nhất này. Không những sờ vào có cảm giác rất tốt mà còn có chức năng trữ đồ vô cùng hiệu quả. Vợ ơi, em xem nè, còn có tủ lạnh hai cái nữa, có thể để rất nhiều đồ đấy. Em, nhưng trong tủ lạnh có hơi trống. Bình thường anh không ăn cơm đàng hoàng à? Bình thường tôi đều ăn cơm ngoài. Cách bài trí của căn nhà này cho em một loại cảm giác sang trọng hào nhoáng. Em rất thích phong cách này. Chúng ta thuê đi anh. Không cần gấp, chúng ta đi xem phòng ngủ đó. Đợi đã, đợi đã. Ồ, phòng này nếu anh chị muốn thuê thì tôi sẽ sắp xếp lại. Chúng tôi rất vừa lòng đến quyết định sẽ thuê căn nhà này. Vậy sao? Tốt quá rồi, cho thuê căn nhà lớn của mình rồi nhận một số tiền thuê là kếch xù trước để trả tiền mua nhà và xe trả góp của mình. Sau đó mình lại đi thuê một căn nhà phòng rẻ hơn. Đợi đến khi vượt qua khoảng thời gian nghèo đói này, mọi thứ lại có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đúng là kế hoạch hoàn hảo. Chỉ là bọn tôi hơi gấp, muốn tuần sau chuyển vào luôn. Tuần sau có hơi gấp nhỉ? Nếu có thể chúng tôi đồng ý trả thêm 2 tháng tiền thuê. Trả thêm 2 tháng tiền thuê. Hai tháng tiền thuê, bao nhiêu thùng mì tôm? Anh ta làm sao thế? Còn thuê nữa không? Chịu đấy. Thức ăn hôm nay ngon thật đấy. Này, chân hảo. Hả? Sao dạo này không thấy xe sang đưa cậu đi làm thế? À, chân hào. Tiểu phù. Hey, lâu lắm không cùng ăn ở nhà ăn rồi. Đúng rồi, có phải sổ tiêm chủng của cậu cậu ở chỗ anh không? Không có ở chỗ anh đâu. Em hỏi làm gì thế? Không phải, nó nên đi tiêm phòng rồi sao? Vậy à, hình như anh cũng không nhớ rõ thời gian lắm. Chắc chắn bố em biết đấy. Anh hỏi thử xem. Anh hỏi kiểu gì chứ? Cái gì mà hỏi kiểu gì? Thì bây giờ, anh WeChat hỏi ông ấy luôn đi. Anh không thèm hỏi đâu. Anh cũng đâu có vay chết của chú ấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.